Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5, 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có phỏng vấn Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 2020. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 do Trà My thực hiện. Kính thưa quý vị, sau đây là vài nét lịch sử Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Trà My xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là bào huynh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Bác sĩ Quân là người đã tiên phong vận động với Bộ Ngoại giao các nước yêu chuộng nhân quyền, Chánh phủ Hoa Kỳ, AFL-CIO, Hàn Lâm Viện Khoa học, Human Rights Watch, Freedom House, International Religious Freedom và các cộng đồng bạn có cùng hoàn cảnh đất nước bị cai trị dưới chế độ độc tài hay bị Cộng sản Trung Cộng cưỡng chiếm. Để chúng ta có được một ngày dân luật nhân quyền cho Việt Nam Human Rights từ năm 1994, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có một mối quan hệ rất mật thiết với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các vị đại diện dân cử. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một trích đoạn về lịch sử hoạt động và hình thành của tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam ngày 11 tháng 5. Sau đây. Thì được sự gợi hứng bởi cuộc cách mạng Đông Âu đưa đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự giải phóng các quốc gia khỏi cái ách thống trị của Liên bang Xô Viết, thí dụ như là Ba Lan, Hungary, thì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và một số những người đồng chí hướng đã thành lập Cao trại Nhân bản. Và vào ngày 11 tháng 5 năm 1990, bác sĩ Quế đã đại diện Cao trại Nhân bản đưa ra lời kêu gọi đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội phải thứ nhất tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, phải công nhận, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên và phải công nhận, phải tổ chức một cuộc phổ thông bầu phiếu để mọi người dân có thể chọn một thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình qua lá phiếu. Một tháng sau ngày ra lời kêu gọi, bác sĩ Quế bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam và xử 20 năm khổ sai kèm 5 năm quản thúc tại gia. Bác sĩ Quý bị bắt nhưng lời kêu gọi đã được đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại phổ biến lời kêu gọi đến các cái đài quốc tế như là đài VOA, đài BBC, đài RFI và được đồng bào hải ngoại vận động với lại các dân biểu, các thượng nghị sĩ, chính quyền địa phương cũng như trung ương của các nước Tây Phương ủng hộ và can thiệp đòi trả tự do cho bác sĩ Quế và các tù nhân chính trị. Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt và riêng tại Virginia, dân biểu tiểu bang Alan Mayer và 8 tổng viện đã đệ nạp và thông qua một bản quyết nghị mang số 275 vào ngày 8 tháng 2 năm 1994 quy định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Cái nghị quyết 275 này cũng được thông qua tại Thượng viện. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại nhân cơ hội này cũng vận động với lại Quốc hội và chính quyền trung ương của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ủng hộ cho cái bản nghị quyết và đưa đến cái kết quả là tại Hạ viện thì nữ dân biểu Leslie Byrne đã đệ trình dự thảo quyết nghị số HA 333 và đồng bảo trợ của với sự đồng bảo trợ của 221 dân biểu, và ở trên thượng viện thì thượng nghị sĩ Jack Robb đã đệ trình dự thảo nghị quyết số SA 168 được đồng sự bảo trợ của 19 nghị sĩ. Cả hai cái nghị quyết này đều được thông qua với đại đa số tuyệt đối tại thượng viện và hạ viện, và mang cái quyết nghị chung là 275 SG 168 và cái nghị quyết chung SG 168 đã được cả lưỡng viện thông qua với đại đa số tuyệt đối. Và vào ngày 25 tháng 5 thì Tổng thống Bill Clinton ký ban hành cái thành đạo công luật 103-208, đạo luật này quy định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và kể từ đó thì ngày nhân quyền cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể hàng năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi trong cái cuộc nói chuyện với bác sĩ Quế cũng như một số các anh em ở trong nước, thì
thì họ đều bày tỏ họ mong muốn cái ý định là cái đạo luật ngày nhân quyền cho Việt Nam là của toàn dân Việt Nam, và mong muốn là toàn dân Việt Nam có thể tham dự và có thể đóng góp vào cái buổi kỷ niệm cũng như là những cái đòi hỏi của cái trong cái đạo luật đó, nó ghi nhận những cái đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải thực thi những cái chuyện đó. Thì chúng tôi cũng trong những cái lúc đầu đó, thì tổ chức quốc tế hiểm trợ cộng sản Nhật Bản cũng đứng ra và mời một số các cái cộng đồng cũng như là các cái tổ chức như đồng bào trong hải ngoại tham dự. Nhưng mà đến năm 2014, vì cái sự ý kiến của trong nước và cái sự yêu cầu của trong nước, chúng tôi thay đổi và chúng tôi mời cộng đồng Việt Nam Phục Hoa Thịnh Đốn đứng ra để mà điều họp và tổ chức cái ngày nhân quyền cho Việt Nam, cho nó được ý nghĩa, nó được cho nó có chính nghĩa hơn và đồng thời mọi người tham dự dễ hơn. Và để cho đến cái năm năm ngoái đây thì mọi chuyện tổ chức tốt đẹp, không có cái vấn đề gì cả, nhưng mà có một số các cái vị cựu chủ tịch đã yêu cầu có một cái sự cải tổ để mà theo như các cái vị cựu chủ tịch cũng như là đương kim chủ tịch của cộng đồng Việt Nam Phục Hoa Thịnh Đốn, thì cái vấn đề tham gia của giới trẻ là quan trọng, và đồng thời cái trong cái buổi những cái buổi lễ lạc của ngày nhân quyền nó cũng gần với những ngày lễ quan trọng khác, thí dụ là kỷ niệm của 30 tháng 4, thì các vị chủ tịch cũng bận rộn và không có có thể mà điều động hay là ra lệnh trực tiếp để mà thực thi những cái điều mà nó cần thiết cho cái việc tổ chức. Thành ra năm nay là cái năm mà những cái người trẻ được vị tân chủ tịch ngày của cộng đồng Việt Nam Phục Hoa Thịnh Đốn có yêu cầu để cho cộng đồng đứng yểm trợ và bầu ra một cái ủy ban, một cái hội đồng điều họp, và cái hội đồng điều họp đó sẽ hàng năm chỉ định một số người đại diện ra tổ chức cái ngày nhân quyền cho Việt Nam với cái sự ủng hộ và yểm trợ của cộng đồng Việt Nam cũng như là các nơi trên toàn quốc. Thưa anh, và có một cái ghi nhận là hàng năm cái số người trẻ càng ngày khi họ biết đến cái ngày nhân quyền thì họ tình nguyện tham gia nhiều hơn. Thành ra năm ngoái đó là cái năm mà tôi thấy cái có số người trẻ tăng lên rất nhiều và đã được đồng bào các giới ghi nhận cũng như là các cái quan khách ngoại quốc. Thí dụ như là ông phó phụ tá tổng trưởng ngoại giao ông Scott Busby cũng như là ông là bà cựu tổng giám đốc của RFA Lip Lee, bà ấy cũng đã ngợi khen, bà ấy nói là tôi không hiểu cái ông làm thế nào mà các ông quy tụ được những người trẻ, làm sao mà hấp dẫn được những người trẻ. Thì tôi nói chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi chỉ mời họ đến và chúng tôi chỉ hướng dẫn họ và cố vấn cho họ, và họ làm những cái việc mà họ nghĩ rằng là nó đúng thế thôi. Và chúng tôi thấy rằng là cái đó là một cái khuyến khích, và họ rất thích, những người trẻ họ rất thích cái tinh thần làm việc đó. Và xin kính chào quý đồng hương và đồng bào quốc nội.